Em tưởng trời ơi, mày sao chung tình quá, bị mình xù độ cả 6-7 tháng nay mà vẫn như vậy. Cái em mới quyết định là gặp lại. Và kể từ đó là hai đứa gặp lại thường xuyên hơn. Thử xem cái thái độ ảnh như thế nào. Khi thấy con người thật của em là như vậy thì em tới nơi cái em thấy ảnh mới đầu chắc nghĩ là cũng hơi bị dội, chắc tính chạy nhưng mà suy nghĩ sao cái cũng ngồi nói chuyện với em, thò tay nói cái em có giật lại không? Dạ em khoái mà giật lại gì. Trời có nhiêu đó, trời có nhiêu đó. Thì em về em cũng khai thiệt, em nói là anh ơi hôm nay có thằng nào khùng khùng tặng em bông Trung Quốc. Thì em không biết của ổng nhưng mà giống như là mình thật thà về mình khai thôi. Chồng em á thì bê bối, thì em nghĩ đàn ông nào thì đa số đều là bê bối, chắc đây cũng vậy. Trời ơi, bà khẳng định mình luôn à. Em là người nước ngoài đúng không? Đúng, dạ đúng. Ủa sao chị hay vậy? Ủa nhưng mà sao chị nhìn sao mà chị biết là người nước ngoài vậy? Tại vì cái nét của em á nó cũng không có giống Việt Nam, nhưng mà cũng không có hẳn, tức là hiện giờ là thực sự là không có biết là cái nguồn gốc thôi. Nhưng mà sao bạn lại nói được tiếng Việt? Em sống ở Việt Nam 6 năm rồi. 6 năm? Dạ. 2 năm ở Hà Nội, 4 năm ở Sài Gòn. Và em là người Mỹ, là Nhật. Vậy là chị hay ha. Ảnh là gốc Đức cái chị chứ không phải là gốc Mỹ. Châu Âu. Trời ơi hay quá. Ủa vậy ba mẹ là người ba là người gốc Đức nhưng mà sống ở Mỹ, còn mẹ là người Nhật. Rồi bây giờ Hân Hạnh chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Eric Bielefeld, năm nay em 41 tuổi và em làm kỹ sư máy tính cho công ty Mỹ. Còn em? Dạ em tên là Quyên, em 35 tuổi, em là nội trợ. Tụi em kết hôn được bao nhiêu lâu rồi? Dạ tụi em kết hôn vào ngày 1 tháng 1 năm 2011. Có nghĩa là nay được 8 năm. Dạ 8 năm hơn. Như vậy đây sẽ là một trong những cặp vợ chồng mà giống như chương trình đã nói với quý vị khán giả. Có nghĩa là mình sẽ có những cặp vợ chồng mặc dù họ vượt trên cái 5 năm, nhưng mà thứ nhất là cái cuộc sống của họ tương đối là đặc biệt, có nhiều những câu chuyện thú vị để chúng ta có thể chia sẻ. Từ đó chúng ta lấy những cái kinh nghiệm cho cái cuộc sống tương lai của những cặp vợ chồng son mới về ở với nhau. Thành ra là chương trình rất là vui đó, rất là vui khi mà tụi em có mặt ở đây đó. Hai bạn là đã có baby chưa? Dạ em có hai cháu gái, một đứa 6 tuổi, một đứa 4 tuổi. Hai bé đều rất là quậy. Ở bên kia hay về đây với tụi em? Dạ về đây luôn ạ. Tụi em hiện tại đang sống ở Việt Nam được 14 tháng rồi. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình. Eric với Quyên có thể cho anh biết là hai bạn quen nhau từ khi nào và cái mối tình của các bạn nảy nở ra sao? Em và Quyên gặp nhau lần đầu tiên ở đám cưới của chị gái của Quyên. Và lúc đó khi em vào tiệc cưới, em lên cầu thang và thấy một cô gái rất đẹp, tóc xoăn, mặc áo đầm đẹp. Khi em giới thiệu với Quyên, em mới biết Quyên nói tiếng Anh rất giỏi. Thì em được nói chuyện thoải mái với cô ấy. Cho em thêm cái chỗ này, khi cô gái bằng tiếng Anh thì tự tin hơn. Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Thế còn Quyên, lần đầu tiên em gặp anh ấy thì em có ấn tượng gì về ảnh không? Dạ thì đầu tiên em gặp anh này em ấn tượng giống như chị Hồng Vân nói vậy. Thấy anh trai này ngộ ngộ, tay không là tay, ta không là ta. Dạ nhưng mà lúc đó thì tại vì đám cưới Việt Nam anh chị biết rồi đó, cũng 600 khách. Thì mình cũng không có để ý là từng người khách như thế nào, thì không có ấn tượng. Ảnh để em từ lúc đó thì đến cái lần thứ hai gặp lại là ở đám cưới của cái người bạn, cũng bạn chung luôn. Thì ảnh, dạ đúng rồi, ảnh ngồi ảnh canh me sẵn, đó là xin để được ngồi kế bên em. Xong thì ngồi nói chuyện với em, thì khi mà ảnh nói chuyện á, ảnh rất là thông minh ở chỗ là ảnh không có hỏi gì về cá nhân của em hết, ảnh chỉ toàn hỏi về công việc thôi. Lúc đó em đang làm cho công ty quảng cáo, thì em cảm thấy ồ ông này chắc khách hàng tiềm năng gì đây, sao quan tâm dữ vậy. Xong cái ảnh mới hỏi xin em cái name card. Thì em nghĩ hồi chắc được thôi mình tặng đi. Thì khi mà em đưa ảnh xong rồi á, ảnh cất cho túi kỹ rồi nha. Cái mới nói thật ra là anh không có quan tâm đến quảng cáo, anh chỉ muốn làm quen với em, xin số điện thoại thôi. Trời lúc đó em muốn giật cái hạt lại ra luôn rồi hết đường ra, hụt hẫng. Em đeo đuổi bạn này lâu không? Sau khi hai đám cưới đó, em và Quyên gặp nhau mấy lần, nhưng mà Quyên bình thường đến trễ hoặc là hủy hẹn luôn. Và em thấy rất là bực mình, không biết tại sao. Thì em nói chuyện với một bà Thành và anh ấy nói chắc là Quyên có bạn trai rồi. Và đây là lý do không gặp em được. Tại vì lúc đó em làm cho công ty quảng cáo thì cái tuổi trẻ mình rất là sung sức, thì công việc nhiều lắm. Em hẹn anh, ví dụ như hẹn 6 giờ đi, cái khoảng 5 rưỡi em gọi nói anh ơi chết em tới không được, em kẹt họp. Bây giờ anh ráng đợi tới 7 rưỡi đi. Cái 7 rưỡi em gọi nói thôi chắc em đi không được luôn, anh về giùm em. Đó cứ lặp đi lặp lại mà không phải em muốn, mà tại vì công việc của em thôi. Sau đó thì tụi em không có liên hệ một thời gian rất là dài. Thì vô tình ảnh mới quen được một cái cô bạn làm chung công ty với em luôn. Cái anh mới kể là quen nhỏ đó mà nó chảnh quá, chắc nó có bồ nó này nọ. Thì cô nói không, nhỏ nó ế nhăn răng đó chứ. Nó còn ngồi cho công ty nó làm, tao chắc chắn là giờ chắc là nó còn làm tới sáng hôm sau đó. Thì anh mới biết thật sự là em bận thiệt. Dạ. Thì bẵng đến gần Noel năm đó đó, thì em cuối năm thì em phải nhắn tin chúc mừng Noel cho khách hàng. Cái em lười, em mướn nhỏ em họ của em cho nó 50.000 đó. Giờ tao soạn sẵn tin nhắn, mày nhắn hết vô khách hàng của tao giùm nha. Chỉ cần nhắn y chang vậy thôi. Thì nhắn theo group mà cái vô tình cái dính cái tên ông này vô. Cái ổng tưởng đâu là em nhắn cho ổng trả lời quá trời luôn. Cái em thấy ổng trả lời thì em không biết là em nhắn cho ổng. Em tưởng trời ông này sao trung tình quá, bị mình xù độ cả 6-7 tháng nay mà vẫn như vậy. Cái em mới quyết định là gặp lại, và kể từ đó là hai đứa gặp lại thường xuyên hơn. Lâu rồi không liên hệ với Nguyên, và khi bắt đầu gặp lại em thấy vui. Và lúc đó khi gặp nhau, đây là lần đầu tiên Nguyên đến trước đến trước em. Dạ. Bình thường đến trễ. Chuộc lỗi đó. Ý như là Nguyên chuộc lỗi với em rồi. Một lần đó là ảnh hẹn em đi ăn, thì lúc này em nghĩ là chắc là em muốn thoát ế rồi. Chắc là phải làm sao cho ông này vô chồng thôi, chứ giờ hoài em không nói gì hết, kỳ quá. Thì hôm đó cái em mới nói là anh này thì chắc là mê gái, mình gặp em lần đầu tiên là khen em đẹp, em trang điểm, em làm tóc này nọ. Cái lần đó thì em quyết định là đi gặp ảnh á là em không trang điểm gì hết. Em để mặt mày em dính sơn, tại vì nhà em đang sơn sửa nhà đó. Rồi tóc tai bù xù, rồi em mang dép kẹp. Dạ em cố tình, không em xấu sẵn anh nghe là nó không trang điểm đâu. Cái em đi gặp ảnh thử xem cái thái độ ảnh như thế nào. Khi thấy con người thật của em là như vậy thì em tới nơi cái em thấy ảnh mới đầu chắc nghĩ là cũng hơi bị dội, chắc tính chạy nhưng mà suy nghĩ sao cái cũng ngồi nói chuyện với em. Xong rồi cái hai đứa bắt đầu quen nhau từ hôm đó. Vậy lúc đó Eric thấy Uyên xấu như vậy thì Eric cảm nghĩ sao? Thấy hết hồn không? Muốn đi luôn. Mà nếu đi thì mất lịch sự thì vẫn ở đó nói chuyện. Thiệt sự là muốn đi luôn đúng không? Thật là em không chỉ muốn gặp phụ nữ đẹp, muốn cô gái đẹp, thông minh, thân thiện, tất cả. Thì nếu một lần không mặc áo đẹp thì cũng không sao. Không sao. Coi như là ngày hôm đó là tụi em chính thức quen nhau. Dạ đúng rồi, hôm đó anh rủ em đi cái quán cà phê, lúc đó là cà phê bệt, mình ngồi dưới đất á anh. Cái ngồi nghe nhạc sống, có ca sĩ hát chay cho mình nghe thì rất là lãng mạn. Cái ai ngồi cái thò tay nắm cái. Em có giật lại không? Dạ em khoái mà giật lại gì. Trời có nhiêu đó. Trời có nhiêu đó. Bao lâu thì em cầu hôn? Bao lâu thì Eric mới cầu hôn em? Dạ khoảng chừng đâu 1 năm rưỡi tụi em quen nhau á thì ảnh cầu hôn. Mà cái cầu hôn của ảnh rất là đặc biệt mà em phải nói là em ngạc nhiên luôn. Đó là ảnh bí mật sắp xếp là tặng cho em 12 đóa hoa hồng trong 12 dịp khác nhau thông qua một cái người thân của em. Có nghĩa là mỗi đứa hoa hồng đến á là sẽ có thèm thêm một món quà và một cái người nào đó đưa cho em mà em không biết người đó là ai, và kèm theo một cái lá thư kiểu như rất là bí hiểm, như là sẽ có một cái chiến dịch 12 đóa hoa hồng, và khi mà em nhận đủ 12 đóa hoa hồng sẽ có một cái chuyện gì đó rất lớn xảy ra. Thì em đang làm việc ở công ty, cái đóa hồng đầu tiên đến là có cái anh ở cái quán cà phê Highlands, ảnh gọi cho em, ảnh kêu là chị ơi có một cái người nó tặng cho chị ly cà phê và đóa hoa mời chị xuống nhận. Thì em xuống em nhận lên, em cũng không biết ai, em lọc lên thấy lá thư thì em về em cũng khai thiệt. Em nói là anh ơi hôm nay có thằng nào khùng khùng tặng em bông Thú Quốc. Thì em không biết của ổng, nhưng mà kiểu như là mình thật thà về mình khai thôi. Thì ổng cũng nghe nó chết rồi, cái bông hôi quá chắc hôm sau đổi đi mua bông chỗ khác. Đến khoảng cái đó ha thứ 5 thứ 6 thì em biết là của anh này rồi. Đến cái đó ha thứ 10 á là một cái vé máy bay đi Nha Trang và ngày hôm sau là phải đi liền. Thế là em cũng ngạc nhiên nhưng mà cũng ham đi chơi. Cái hôm sau gọi điện thoại lên công ty cáo bệnh đi Nha Trang với anh này. Thì ra tới đó mới biết là ảnh thuê riêng một chiếc thuyền chở tụi em đi lặn. Xong rồi đi lặn về sẽ chở đi ngắm hoàng hôn. Thì sau khi ngắm hoàng hôn xong cái thuyền chở hẳn em đến một cái bãi biển riêng mà ảnh thuê riêng luôn. Trên bãi biển có bàn ăn và có đầu bếp riêng, có người phục vụ riêng và có hoa hồng rải đầy với lại nến khắp nơi luôn. Thì em nói ông này bị khùng làm gì tự nhiên chơi lớn như vậy. Xong rồi cái ổng mới dắt em đi dọc theo bãi biển, đi xa xa để cho cái người đầu bếp họ không nghe mình nói gì đó. Cái tự nhiên ông quỳ sụp xuống. Cái ổng cầu hôn với em, mà lúc đó em cũng run quá, em cũng không biết ổng nói gì mà thấy nói quá trời luôn. Cái ông hỏi em bây giờ là will you marry me? Em không biết ông nói gì đâu, em lùng bùng lỗ tai. Cái em nói nãy giờ anh nói với em muốn nghe, anh nói lại từ đầu giùm em đi. Ông cũng nói lại từ đầu, cũng nói thi là dài. Xong em cũng lùng bùng lỗ tai, em nghe không được. Em nói anh ơi giờ nói lại lần nữa đi. Cái ông nói bây giờ có lấy cái nhẫn không? Không lấy nhẫn là anh đấm vô mặt cho cái bây giờ. Trời ơi, trời ơi. Cái đó là bực thiệt đúng không? Nói đùa thôi. Thì lúc đó em chìa tay ra liền, thì đem nhẫn vô là xong luôn. Vậy thì là bao lâu tụi em mới cưới nhau? Dạ thì 6 tháng sau tụi em cưới nhau. Em cảm thấy em rất là may mắn. Lúc em lấy chồng á, thực sự là em yêu ảnh nhưng em không biết là ảnh tốt đến như vậy. Người ta nói lấy chồng là loại tật xấu đó, mà thật ra lấy chồng em là loại cái tốt ra. Đó là ảnh cực kỳ tốt ở cái chỗ là biết chăm con. Giống như em lâu lâu cái em quải giỏ em đi chơi mấy bữa là ảnh ở nhà chăm hai đứa con luôn á. Dạ. Chết rồi chị ơi, bây giờ chuẩn bị tới cái phần giặt mặt nhau, vui tật xấu nhau. Bây giờ em nói gì rồi, giờ có tật xấu gì của anh đâu nữa mà em kể cho anh. Anh có tật xấu gì không? Ráng bươn. Dạ có nhiều lắm. Trời ơi có nhiều lắm. Chồng em á thì bê bối, thì em nghĩ đàn ông nào thì đa số đều là bê bối, chắc đây cũng vậy. Trời ơi, bác khẳng định mình luôn à. Không, tại vì em chê chồng em phải chê mé nữa chứ không có. Ví dụ như đi tập gym về đi, cái tụt cái quần xuống, cái để cái vòng tròn ngay dưới đất, cái đi ra bước ra và cái bước ra cái đi luôn. Dạ, xong cái để đó, khi nào em dọn thì thôi. Với lại lâu lâu thì anh cũng có đi nhậu, mà đi về cái hay bị ói, mà đi mỗi lần đi là đi luôn tới 2-3 giờ sáng, về cái mỗi lần là ói, mà rất là sợ. Vừa thấy mặt em mở cửa ra một cái là anh lỡ anh ói rồi, anh xin lỗi em. Xong em thấy tội hay em tha. Thôi nhưng mà anh thấy quá dễ thương. Cảm ơn. Tới em đó. Rồi Eric, Quyên có tật xấu gì không? Dạ, anh có tuổi già không? Bởi vì Quyên có nhiều tật xấu. Em cứ nói đi, em cứ nói đi. Nói đi. Đây là cơ hội để em nói đó. Vì Quyên mê ngủ. Mê ngủ. Luôn ngủ trễ. Bình thường em thức dậy trước, sau đó hai con, cuối cùng là Quyên. Và đó nghĩa là em thức dậy là em lo cho hai con hết luôn. Và em phải nói với Quyên, vợ ơi, thức dậy đi, hai con phải đi học. Rồi còn gì nữa? Mê ngủ. Khi Quyên giận nhìn rất đáng sợ, giống một người con lion, giống như con lion đúng không? Có giống không? Giống như bị khùng hả? Và lúc đó em phải chỉ im lặng, không nói gì. Nếu nói Quyên không nghe gì cả. Có đập đồ không? Thỉnh thoảng điện thoại một lần. Một lần điện thoại. Có đập chén không? Đập bát ăn cơm á? Có đập không? Chưa. Và nữa là bàn chân Quyên bị nứt nẻ, giống dạy nhắm. Dạy nhám. Tại mình ở Mỹ da nó khô quá chị. Bên Mỹ chị đi chị biết nó khô hơn ở Việt Nam nhiều, thì qua bên đó hay bị nứt gót chân. Nhưng mà bây giờ mình đang ở Việt Nam vẫn như vậy. Em bị thiếu chất á. Dạ em cũng nghĩ vậy. Rồi còn gì nữa không Eric? Thế thôi. Nói chung về cũng muốn em nấu cơm cho ăn nên đâu có dám vui tiếp. Em có muốn vợ em thay đổi cái gì không? Dạ em nghĩ em rất may mắn gặp người tốt giống Quyên, thì em không muốn thay đổi nhiều. Em chỉ muốn Quyên tập thể dục một chút nữa để tốt cho sức khỏe. Rồi còn Quyên muốn anh thay đổi điều gì? Em nghĩ anh cũng không có cần phải thay đổi gì hết, nhưng mà chắc là phải tập thể dục nhiều hơn để cho hai vợ chồng khỏe mới có sức đi chơi. Thực ra với vợ chồng của Quyên với lại Eric á, Vân rất muốn chia sẻ với quý vị khán giả, cho tới bây giờ là tụi Vân đã làm chương trình Vợ Chồng Son là được gần 5 năm trời rồi, tiếp xúc với rất là nhiều những cái cặp đôi. Nhưng mà có một cái điều Vân để ý, Vân thấy gì nè, tất cả những cặp vợ chồng nào mà những cô gái Việt mà lấy chồng nước ngoài á, khi mà các bạn lên đây tham gia thì Vân đều có một cái cảm nhận là cuộc sống của những người vợ mà lấy chồng nước ngoài họ rất là viên mãn. Xin cảm ơn vợ chồng Eric và Quyên đã đến đây với chương trình Vợ Chồng Son. Xin chúc cho hai bạn trăm năm hạnh phúc. Rồi, cảm ơn tụi em. Em thì người gọi em là Masu. Dạ em thì là Seri. Em tên Seri luôn hả? Dạ không, cái đó là cái nickname của tụi em. Nickname. Chị muốn là tụi em giới thiệu tên thật cơ. Dạ em là Nguyễn Minh Hiếu, nay em 25 tuổi. Em điện em là kỹ thuật viên của công ty truyền thông. Còn em là Quỳnh Như, năm nay em 25 tuổi, em đang là nhân viên marketing. Hai bạn là tôi thấy là rất quen, như tôi đã gặp ở đâu trên truyền hình thì phải, đúng không? Dạ. Đúng rồi, nhớ rồi. Dạ. Thì em Kết Nối Trái Tim đúng không? Dạ. Ủa, vậy là lấy nhau là qua chương trình đó luôn hả? Dạ. Ôi thôi kể đi, lúc đó là các bạn yêu nhau làm sao? Chương trình đó là sẽ đón từng thành viên lên xe, thì em là nhân vật cuối cùng. Lúc đó thì trời mưa mà để em ở ngay phà, nên lúc mà mấy bạn mà đi lại đón em á thì chỉ bằng mão mưa không à, nên em không biết mặt ai với ai hết á. Lúc lên xe mọi người mới tổ chức một trò chơi tập thể, thì lúc đó em với lại chồng em ở chung một nhóm. Em lại bóc trúng những cái tiêu đề giống như là thẩm mỹ nè, làm đẹp nè, thời trang nè. Anh ấy lại hay giỡn là nói này thế nọ, nên lúc đó em nghĩ anh ấy chắc giống tụi em. Giống tụi em là sao? Hai chị em trong một nhóm. Dạ nên em không có đề phòng anh ấy, chỉ đề phòng ba anh kia thôi. Vậy à? Lúc đó thì em có thấy được cái điều nghi ngờ trong mắt của vợ em không? Tôi nói là cái tưởng là vợ mình thấy mình cũng cao to này kia, cũng thấy mình đẹp trai tí phái phái. Có đẹp trai không? Có đẹp trai không? Không, không, em phải đính chính lại là lúc ấy anh ấy không có cao to, chỉ cao thôi, cao thôi chứ không có to. Không có to. À, vậy là không, lúc đó ốm mà mặc quần mà ống rộng rồi áo sơ mi em nhìn sao sao á. Vậy thì trong bát su thì sao? Anh nghĩ rằng là em thì lúc đó thì không có cao to như bây giờ. Vậy thì cái lúc đó thì vợ của em có xinh đẹp như bây giờ hay không? Dạ em thì nói chung là từ lúc gặp đến lúc mà cưới nói chung em sai lầm thôi. Sai lầm gì? Sai lầm gì? Sai lầm là tại vì sao em gặp vợ anh sớm hơn. Chị nhớ cái chương trình đó là gì nè, chị thấy em khóc rất là nhiều đó. Thậm chí anh cũng rất ấn tượng em, sao này nó bữa cô sao nó khóc hoài như đó đó. Không, tại đó là cái chiêu, tại vì mình phải là khổ nhục kế, tại vì tấp 4 người con trai trên xe luôn mà. Mình phải làm sao mà gây ấn tượng, cười hay cũng cặp cười rồi mà cũng không ấn tượng nhiều. Khóc trời ơi. Ôi cái gì vậy? Trời ơi, lý do gì mà nó khóc nhanh được hay ta? Đừng có nói với anh là em mua cái chai thuốc nhỏ mắt nha. Lần đầu tiên á mà em thấy Masu khóc á, em có cảm giác như sao? Là cái lần mà tụi em làm công tác xã hội ở trên biển Hồ bên Campuchia. Lúc đó chia tay mấy em đó thì sự lúc đó em cũng hơi xúc động, em cũng có khóc nữa nhưng mà em trốn ra ngoài em khóc. Cái trường học biển Hồ nó nằm trên cái tàu, em mới ra em ngồi coi tụi nó chèo cái ghe về. Về đứa có cái ghe mà bị lủng luôn á, nó vẫn vừa chèo mà vừa tét nước. Thì em thấy tội nghiệp, cái nãy cái giờ cũng buồn buồn ngồi khóc tí. Vô tình cái khúc đó là máy quay lại quay cái cảnh mà mấy em học sinh đi về thì bắn em luôn. Thì tự nhiên cái ai cũng khóc của mình em lên. Em nói nghe nè, cái hành trình đó là các bạn ở chung với nhau bao lâu? Dạ, gần 2 tháng. Vậy thì lúc nào là cái lúc mà nảy sinh tình cảm? Chắc lúc gần. Rồi có hôn luôn lần đầu tiên ở tại chương trình không? Tại chương trình em không có hôn. Hôn mà phải có máy quay này kia rồi. Thì lúc đó tụi em mới từ Campuchia về ở Phan Xích Long mình đây nè. Lúc đó bê đồ lên khách sạn, lên phòng giùm. Thì lúc đó là mấy anh quay phim, ảnh cũng mới về cũng mệt, tranh thủ cắt máy quay, sạc pin đồ. Em xách cái đu lên trên phòng. Cái cô này vừa lên phòng cô nằm xuống dưới giường này nè. Cái em mòn mè. Em chè bên giường cái em hùng vô mắt cái. Không sao rồi sao không? Không cần má. Lúc đó em bỏ mặt ra. Lúc đó dạ chứ chớ mắt gì đây nè, giống như ngạc nhiên á. Xong rồi cứ như con gái mà 18 tuổi nghe thẹn ụp mạnh vô cái gối nè. Cái em mắc cười, em cười cái chạy xuống dưới được. Rồi còn lần thứ gì sao? Cái lúc đi hành trình á, thì cũng tới một thời điểm nào đó thì bạn nam buộc phải tỏ tình với bạn nữ á, mà em nói là em muốn đi tiếp nếu mà anh ấy đợi được em hay cho em thời gian để em xác định tình cảm á, nhưng mà anh ấy hình như đợi không được. Cái anh ấy mới nói là anh ấy sẽ tỏ tình với em, nhưng mà anh ấy không có nói ngày chính xác mà em chỉ giống như linh cảm của mình là biết còn 1-2 ngày tới nữa. Thì cái lúc đó em nghĩ là thôi mai mốt gì đó Masu cũng rời hành trình rồi mà em ở lại hành trình nên ấy cho anh cái. Hôn nhau hai cái. Giờ chủ động hả? Rồi về quê rồi. Hồi nãy giờ thì thấy hai bạn chia sẻ với nhau về những cái kỷ niệm về nụ hôn. Thì bây giờ hỏi nè, cái lúc mà em tỏ tình, lúc đó có khóc không? Khóc luôn, em khóc nhẹ em chưa. Mà lúc đó có khóc giả không? Không khóc. Khóc thiệt mà em khóc. Ủa sao tỏ tình lại khóc là sao? Dạ, tại vì tối hôm đó mình phải cách ly. Trước đó em biết vợ là muốn đi tiếp, cái em về thì biết 99% là về mình rồi. Buồn thì cũng khóc nhiều. Tới sáng sớm cái anh ekip anh vô anh kêu em đi ra. Tự nhiên ảnh nói thôi đừng có buồn, tự nhiên lúc đó oà em khóc. Em khóc từ trong khách sạn, ở ngoài Hà Nội đi ra một cái đường gấp xứ á, rồi đi ra ngoài tới cái hồ Tây, khóc nửa tiếng trên xe á. Ai nói em cũng đến. Nhưng mà em đó anh Thuận nghe, nếu mà anh Thuận là người ngoài á, anh nhìn anh Thuận với chị Vân mà nhìn cái tình cảnh mà hai người đàn ông mà đi trên lầu xuống mà người đằng sau cứ khóc hổ. Mai mốt nhà em mà cúp nước là không có sợ rồi đó, đúng không? Nửa tiếng đồng hồ đủ sức cung cấp nước. Mà ảnh vừa khóc mà cứ nói dắt em bị bỏ, rồi mà thử hai anh chị mà nhìn vô hai người đàn ông, người cứng rắn người cứ kêu đi coi người ra một cúp nước chứ em bị bỏ rồi. Mà em thấy cái tình cảnh đó rồi, em có nỡ em từ chối. Lúc đó em không biết, tại em chỉ tưởng tượng vậy thôi. Em cũng bị cách ly một khách sạn khác thì em đi ra em gặp thấy anh ấy ngồi ở đó. Lúc đó em ngồi đó khóc thì em quay cái mặt bờ hồ khóc vậy nè. Xong mấy anh quay phim trọng mới nói bị rì tay sao á, thì lúc về mới kể ra nghe là đó là tao tưởng đâu mày nhảy xuống dưới đình kêu thằng Thanh Tháo cùng với cái trường này. Nhưng mà dạo này chị thấy là em đúng là em có bự hơn rất nhiều so với cái lúc mà chị xem cái hành trình kết nối trái tim á. Đỡ chăm tốt quá mà đúng không? Giờ em chăm em lên được 20 kg. Vậy là chắc là cũng là ăn nhiều lắm. Lúc đầu thì trên hành trình em có 73 đến 75 kg rồi. Còn giờ Giờ em 93 đến 95 kg. Vậy thì em có thể kể đi một cái quá trình mà em có thể nuôi chồng em từ 7 mấy kg mà lên 93 kg. À, hồi lúc đi trên hành trình mới mấy ngày đầu thì anh còn nhường em ăn, mấy ngày sau nó em chắc em ăn không nổi đâu, anh ăn giùm em không? Vậy đó hả? Rồi, rồi sau cái hành trình đó có lên ký không? Rồi sau hành trình em cũng lên 5-6 kg rồi, về thì còn lên ký nữa. Rồi trong lúc mà em quen với ảnh rồi em có dẫn ảnh về nhà giới thiệu không? Dạ có. Rồi trong lúc mà lên ngồi ăn cơm ảnh có khép nép không? Dạ ha, thật ra thì nhà em có nuôi 2 con chihuahua nhỏ xíu à. Nó ăn thì cũng ít, thì đến cuối ngày thì mới cho 2 con cưng nó ăn. Mà từ ngày quen anh thì mỗi tới tối anh đi làm về á, thì ảnh ghé nhà em và ảnh ăn hết luôn của 2 con đó. Rồi cho nên là bị hơi ghét chihuahua ghét không? Ban đầu á, chắc có lẽ là trước đó thì Masu mỗi lần chơi những ngày đầu thì chắc là mấy con chihuahua nó còn chạy găng mà sau này từ mới nó gặp Masu cái nó còn Chị hỏi thiệt nha, em á, chị thấy ở trong cái chương trình đó, em khóc rất là nhiều lần. Nhưng mà bây giờ hai vợ chồng mà đến với nhau rồi đó, em mấy lần em phải khóc vì cổ? Vợ chồng em sau khi về quen nhau có một câu châm ngôn như vậy: mọi thứ không tự động mất đi mà chuyển từ người này sang người khác. Thì trên hành trình em khóc mướn nhiều á, về tới vợ mướn lại em nhiều. Hôm nay rất là tình cờ gặp hai bạn ở đây, đã biết các bạn ở trên cái chương trình đó rồi, rồi lại thấy là các bạn đến với nhau trong cái tình cảm vợ chồng như vậy á, vui ghê lắm. Bây giờ á, có điều gì á mà cảm thấy rằng còn chưa hài lòng về nhau không? Nghĩa là sau khi tại vì hai bạn này ngộ hơn những cặp khác vậy. Là như vậy nên các bạn đã có một cái sự tìm hiểu cặn kẽ về nhau ở suốt cái quá trình mà đi tham gia, biết về công tác xã hội, sao ứng xử của đối phương của mình đối với xã hội, đối với mọi người, đối với những hoàn cảnh, tất tần tật mọi thứ, không có cái gì mà giấu nhau được nữa. Rồi sau đó bây giờ lấy nhau được một thời gian cũng lâu rồi mà vẫn còn hạnh phúc như vậy á, nhưng thấy là rất là hay á, giống như là chuyện trên phim vậy đó. Nhưng mà đương nhiên là trong cuộc sống gia đình sẽ có những cái điều mình còn chưa thỏa mãn hết. Đúng vậy. Thì nhân cơ hội này đi, cũng là một chương trình rất là thực tế đây nè, góp ý thẳng thừng cho nhau đi. Nhưng mà vợ em thì nhõng nhẽo lắm, lúc chương trình không có đâu. Còn bây giờ nè, anh ơi, tôi thì muốn đi xem phim mà không nói thẳng vô đi xem phim đâu, nói anh có coi cái này chưa, đánh đi một cái vòng tròn để về đúng chủ yếu để em chọn về em đi xem phim. Có nghĩa là em muốn vợ em nói thẳng vào cái chứ không đi vòng nữa. Thế thì còn ở series thế chồng mình điều gì cần phải thay đổi? Về tới nhà là anh cứ chơi game mà, hoặc là rảnh cái là anh chơi. Em cũng cảm thấy khó chuyện, em cũng có nói. Ngoài mê game em còn mê gì khác? Anh cũng mê ngủ nữa. Bình thường á, mà anh đang ngủ á, mà con anh khóc là anh nạt con anh. Trời ơi, giống em không có, tại vì em chăm con xong rồi đêm nó khóc mà ảnh nằm ngủ ngáy vào hồi, em tức chị. Cái em phải la con em cho con em nó khóc hơn, cái ảnh thức dậy em chăm con em kia ngủ. Trời ơi, xài chiêu nữa. Không mà hai vợ chồng em này cứ tối con nó khóc mà ai mà đang chăm á làm sao cho con khóc lớn lên nữa. Trời ơi, cái người ngủ á thức dậy cái xó cái đó, đứa đây em chăm, cái hoặc là em vậy đó, đứa đây em chăm em đi ngủ đi, cái dành chăm cái người kia nằm ngủ sẽ lai luôn. Thôi thì anh nghĩ là hai đứa cũng phải nên, người này không chăm con thì người này cũng phải lo chăm con chứ, có đi đâu mà bây giờ chọc cho đứa con mà nó khóc lên như vậy, đúng không? Em chỉ chọc có 2 lần rồi, còn anh chắc chọc cả chục quá. Thôi bỏ đi nha, bỏ đi cái đó không có được, không nên, đó bỏ đi. Và anh nghĩ em cũng bớt chút xíu ha, bớt nhõng nhẽo đi chút xíu, có cái gì muốn yêu cầu thì đi thẳng vấn đề, đừng đi vòng vòng. Masu cũng vậy, bớt ngủ đi chút xíu, bớt chơi điện tử chút xíu để mà lo con nhiều hơn, đúng chứ? Thực ra thì chị thấy rằng hai đứa em là một đôi rất là dễ thương. Từ ở hành trình kia bây giờ khi gặp các em ở đây chị thấy là cái dễ thương đó nó vẫn còn y xì như vậy. Và chị nghĩ rằng cái việc mà hai đứa còn có những cái càm ràm về nhau á, nó là một cái tiểu tiết rất nhỏ, xíu thôi. Riêng cái chuyện á, mà chọc làm sao cho con khóc là tuyệt đối với cả hai vợ chồng luôn, nghe chưa? Rồi, cảm ơn hai đứa đã đến với chương trình. Cảm ơn hai bạn Masu và Sari. Em xin chào MC anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Và xin chào tất cả khán giả đang ở trường quay của Vợ Chồng Son. Để em xin tự giới thiệu, em là Lê Minh Khoa. Thì em đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ. Hải Phòng. Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng. Giữa trời Hoa Phượng Đỏ đó. Ủa em giờ năm nay em nhiêu tuổi rồi? Em 39. À 39, Khoa làm ngành nào? Em kinh doanh bất động sản. Em vậy là Khoa nhỏ tuổi hơn em đúng không? Nhỏ hơn em tới 4 tuổi. Bởi vì nãy mới ra là chào bạn liền đó. Tại vì thấy sắp rồi đó. Sắp ngang nhau. Rồi xin mời em. Dạ, em chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận và Chào tất cả khán giả của đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em là Nguyễn Hằng. Em cũng hiện tại em đang ở Hải Phòng và công việc của em là chuyên phân phối về mỹ phẩm và thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Dạ, năm nay em 34 tuổi. Dạ. Hằng là một cái gương mặt rất là thân quen, rất là hot ở trên Facebook đúng không? Dạ. Về mỹ phẩm của em. Dạ. Em có được một phút để giới thiệu về sản phẩm của mình đó, mời em. Em kinh doanh cái sản phẩm đó là như thế nào? Dạ em thực ra thì em cũng cái này đó là cái duyên ấy ạ. Tự dưng là cái nghề của mình nó tự dưng nó tìm đến mình. Trước thì em kinh doanh rất là nhiều các cái mặt hàng khác nhau, nhưng mà nó là cái duyên đến với em, nó là cái khi mà gia đình mình ấy có người bị bệnh ấy, là dùng những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thì cái đấy nó là cái mà gia đình của mình có cái người khỏi bệnh, thì sau đó thì mình mới làm những công việc đấy, thì mình thấy rằng là cái đấy nó ý nghĩa quá. Khi mà mình vừa làm mà mình vừa được, tức là mang giá trị lại cho những người khác, thì đấy là cái, nó là cái duyên của em. Thì hiện tại bây giờ thì công ty của em hiện tại đang là có gần 70 sản phẩm riêng của công ty em. Ồ, em đợi xíu, em đợi xíu. Anh Thanh đang bị trục trặc. Hãy trong này à? Khoa vô rồi nào? Em vừa hôm qua. Sân bay có bị kẹt không? Sân bay có đông không? Không bình thường ạ. Sân bay em vào trong Tân Sơn Nhất á, có dạ. Bị em thấy đông không? Đông á, đông á. Cũng đông nhưng mà không phải không cách đây 2 hôm là ngoài kia kẹt cứng. Sao kìa? Thì có đường lúc mình di chuyển đến sân bay về. Sao không? Cái mùa này á là Việt kiều năm nay về nhiều lắm. Kẹt Việt kiều năm nay là người ta nói cả 150.000. 150.000 là một ngày á. Nhưng mà về cả triệu mấy người luôn đó. 150.000 em nói là một ngày á. Em tưởng tượng đi 150.000 đó. Cho nên là dễ bị kẹt, nhưng mà đó là bên quốc tế thôi. Bên quốc nội đâu có gì đâu. Kẹt cứng luôn. Lúc này em có từ 2 hôm trước là về khách sạn thì nó mới tắt đường thôi. Trời, đường phố Sài Gòn mà bây giờ 6 giờ 15 chị đi nó cũng kẹt. Chị biết rồi, trời ơi, kẹt cứng cừng luôn. Cái đường Phạm Văn Đồng mà trời ơi, nó bự vậy đó mà 4-5 làn xe. Là chị phải đưa con Miếng Ngô đi học á. Thì đó, sáng chị phải đưa đi học xong rồi. Nhưng mà ngày thường thì sao? Thì cũng vậy. Nó lớn rồi sao để... Không, thằng Phú, nhưng mà chị đi quay chị phải đi theo nó, chứ không thằng Phú đừng vòng về còn chết nữa. Chết nữa. Rồi. Rồi tiếp tục. Em nói đang là cái duyên để... có 70 sản phẩm gì đó. Thì thực ra đấy cái nghề của mình nó là cái duyên ấy, tức là từ trước đến giờ em kinh doanh rất là nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng mà khi cái này nó là cái duyên, mà khi mà nhà em có người bị có vấn đề bị bệnh ấy, thì mình biết đến những cái sản phẩm về chăm sóc sức khỏe, thì cái người nhà của mình khỏi bệnh, thì sau đó thì mình tự dưng, tức là mình tự dưng những cái sản phẩm tốt nó cứ tìm đến mình ấy, tự dưng là nó cứ tìm đến mình ấy. Và sau khi mình thấy rằng là mình làm những cái ngành nghề khác rồi, nhưng cái này là nó đem lại giá trị cho mọi người, thì là mình cảm thấy là cái cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hơn. Thế là em mới chuyển sang cái ngành nghề này. Thì công ty của em thì cũng được, hai vợ chồng cũng được 8 năm rồi. Thì hiện tại là công ty em có gần 70 sản phẩm. Công ty vừa là mỹ phẩm và vừa là thực phẩm chăm sóc về sức khỏe. Dạ. Tốt rồi đấy. Và cái slogan của công ty em là vì sức khỏe tương lai người Việt. Nên là lúc nào mình cũng mong muốn là mang những cái sản phẩm tốt nhất và ưu việt nhất đến tất cả những cái. Vậy là cái năm nay á, là bất động sản là coi như là tạm thời đứng yên chỗ đặng phụ với vợ thôi, đúng không? Sang mỹ phẩm và thực phẩm sức khỏe. Đúng rồi. Đó, cái gì có thể đứng yên nhưng mà sức khỏe thì lúc nào cũng vậy, cũng phải cần được chăm sóc. Đúng rồi. Nó đi lên ạ, không để nó đi xuống. Rồi bây giờ chúng ta quay ngược thời gian lại đi. Bây giờ kể cho anh Thuận cũng như là chương trình biết là cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng gặp nhau, và lần đầu gặp thì có ấn tượng gì về nhau? Thì cơ duyên gặp nhau thì là em biết Hằng là qua một cái bà chị ấy, bà chị đã chơi với ông anh, cái ông anh ấy lại chơi với em. Thế là qua đấy thì em biết đến Hằng. Thì Hằng là ở trên Hà Nội, sinh sống ở trên Hà Nội, em ở dưới Hải Phòng. Thế là Hằng cuối tuần thì hay ở trên Hà Nội về Hải Phòng chơi với bà chị. Thế là gặp nhau đó đúng không? Coi như bà chị chơi với ông anh của em, thế là coi như đi đâu đi 4 người thì tự động thì phải yêu thôi. Nhưng mà đầu tiên em gặp anh này là em có cảm mến liền không? Tức là anh ấy giới thiệu, anh bảo là anh có một thằng em đẹp dai lắm, giám đốc công ty đẹp dai lắm, nhưng mà thằng này nó lạnh lùng, nó vô cảm, nó không như anh em mình. Kiểu như thế thì em cũng muốn gặp. Thế thì khi mà gặp thì em cũng thấy công nhận là lạnh lùng vô cảm thật. Được cái là đẹp dai, công nhận là nhìn cái đẹp dai, nhưng mỗi tội là kiểu lúc nào cũng đúng là ít nói, nhưng kiểu lúc nào cũng tóm lại là kiểu như là lúc nào cũng kiểu như không cần đàn bà ấy. Thì ngày trước thì lúc mình còn trẻ thì lúc nào cũng thích các anh thì phải săn đón nọ kia, nhưng gặp anh này thì anh ấy khác, anh khác kiểu như nào cũng ta không cần đàn bà, cái kiểu như thế. Nhưng mà lúc đó là Khoa là trong tình trạng như thế nào? Có bạn gái hay là đang một mình? Dạ thì lúc đó thì em có bạn gái ở Hải Phòng. Hả? Có bạn gái. Thế thì bên là ổng có rồi cho nên là ổng gặp gái khác thì ổng lạnh lùng là chuyện bình thường đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà cái style là vậy. Người Anh mà. Ăn lê đó, phát tỉnh ăn lê. Nhưng mà lần đầu tiên thì mình thì không ý định là quen hoặc là tán tỉnh với bạn đấy, Hằng ấy, nhưng mà gặp đầu tiên thì trông xinh, ngon, eo nhỏ, hơi bị hút đấy, mông thì lại cong như bò ngựa luôn. Đấy. Đấy, mình lại rất thích người phụ nữ như thế. Đấy, thì em có một bạn gái ở Hải Phòng và bạn này trên Hà Nội, là cũng có một bạn gái nữa ở trong Sài Gòn. Như vậy là cô ấy có thế là đó. Thế là cùng một lúc em bắt cá ba tay luôn. Hải Phòng, Hà Nội với cả Hồ Chí Minh. Đấy, Hải Phòng, ba nơi luôn. Ba nơi, có Đà Nẵng hay là không có thì ba thành phố. Nghĩa là có ba bạn gái ở ba thành phố lớn. Ba thành phố lớn. Đó. Rồi sao? Rồi có làm quen với cô, có tỏ tình với cô không? Thì em chưa tỏ tình, em mà em nhờ ông anh để nói chuyện với bà chị để xin số điện thoại của Hằng. Nhưng mà Hằng gặp ảnh là Hằng có thích liền không? Thực ra em gặp thì em nhìn em cũng thích xịn đẹp dai, nhưng mà em ghét cái kiểu là cứ cái kiểu lơ lơ mà coi như lơ là em rất là ghét. Nên là khi mà em gặp thì mình ấn tượng là cái nhất là em thấy rằng là anh này anh đẹp dai thư sinh. Ngày xưa anh em bây giờ lấy vợ tăng hơn 10 cân. Chứ ngày xưa kiểu gầy á, xong rồi mắt nó ướt. Mà tóc thì để rậm chứ không để như bây giờ. Thế nên là trông rất là đẹp dai, công nhận. Thế nhưng mà có một cái điều gì đấy, tóm lại là em nhìn cái người đàn ông này có cái gì đấy em cái đôi mắt rất là buồn. Và nhưng mà người ta rất là lạnh lùng. Và cái vấn đề là khi là tức là em mới gặp thì em không nghĩ là em yêu, em không nghĩ là yêu. Thì về anh này thì ngày nào anh cũng nhắn tin, anh nhắn tin liền tù tì 7 đến 10 ngày, nhắn tin ngày nào cũng nhắn tin. Thế là sau bẵng đi tầm một tuần không nhắn tin nữa. Chơi chiêu đúng không? Đúng rồi. Cái này là chiêu của mấy ông đàn ông á. Để thả rồi, thả ra xong rồi giếm lại. Tạo thói quen á em. Đó, phụ nữ mình chết về mấy cái thói quen vớ vẩn đó đó em. Chắc là sau đó 7 ngày là cô này sẽ phải suy nghĩ rất nhiều. Tại sao ABCD? Thực ra lúc đấy thì em cũng rất là nhiều các anh cưa chứ không phải là không có. Nhưng mà khi mà có một cái không anh nào là ngày nào cũng cứ tầm mấy giờ sáng là nhắn tin em ăn sáng chưa hay em đang làm gì đấy. Tóm lại là nhớ quen. Mặc áo ấm nha. Rồi tới buổi trưa em ăn trưa chưa? Nhớ đừng có để bị đói bụng nghe chưa? Rồi buổi tối nhắn nữa, nhắn hoài luôn. Tạo một cái thói quen á, thói quen hư hỏng cho mình á. Xong đến khi ngưng lại một cái là em khó chịu đúng không? Đúng rồi. Rồi sao nè? Rồi sau đó em làm sao? Thế là em ấy nhắn 7 ngày anh ấy không nhắn tin, em nhắn tin lại. Thì anh ấy tức là lúc ấy thì nghĩ gì anh? Lúc anh ấy nghĩ gì? Nghĩ là cá đã cắn câu rồi. Nhưng mà chị biết chắc chắn là khi mà em câu là em biết con cá này sẽ cắn đúng không? Em rất là tự tin trong việc đó. Có tự tin không Khoa? Thực ra thì em cũng không khẳng định em tự tin. Tại vì lúc đấy là con người em thì em thích làm việc. Đấy, còn cái việc là có bạn gái không thì đấy là một cái niềm vui cho mình. Bên cạnh cái thời gian mình dành cho cái việc lao động kiếm tiền. Thế là nếu như mà mình nhắn tin cho bạn là bạn trả lời lại được thì nghĩa là bạn ok, là bạn đã có dành tình cảm cho mình. Thì cũng đấy là một cái niềm vui cho mình, còn không thì thôi không sao. Tại vì mình cũng có hai bạn gái rồi. Thế sao em phải xài chiêu làm gì cho khổ thế? Dạ. Thế tại sao em được hay không được, gọi là được thì tốt mà không được thì cũng không được. Bắt buộc là phải được. Tại vì em biết là bạn này cũng rất là nhiều anh tán tỉnh. Thế là mình phải có một cái chiêu thì nó là phải cái sự khác biệt. Đó. Đấy, chứ nếu mà mình cứ săn đón thì lại giống như cái người đàn ông khác thì chưa chắc bạn ấy để ý. Ý chị nói á, là có nghĩa trong đầu em á, là em đã nhắm là em phải quen với bạn này rồi thì em mới mất công em xài chiêu như vậy. Chứ còn nếu không thì thôi, cứ nhắn theo kiểu ngoại giao thế thôi. Nếu mà thích anh thì nhắn lại, không thì thôi. Còn đây là phải 7 ngày liên tiếp em à. 7 ngày liên tiếp mà lại nhắn, may mà không nhắn nhầm ấy. Đấy, con nhắn bên Hải Phòng mà nhắn bên thành phố Hồ Chí Minh mà nhắn gọi tên nhầm nữa thì có mà chết. Nhưng mà là em có suy nghĩ và em có nghi rằng là bạn này là bên ngoài cũng có nhiều cô không? Tức là cái lúc đó vâng, cái đợt là mới quen ấy thì là Em chỉ nghĩ một điều rằng là nếu như mà anh này, anh ấy cũng có nhan sắc này, công việc ok này, và lại sống một mình nữa, thì em nghĩ là chắc chắn rất là nhiều người yêu. Nhưng mà thực ra ấy, là em chỉ nghĩ rằng là quan trọng cái người này, người ta có xứng đáng với mình hay không. Mình có, tại vì lúc đấy em 25 tuổi rồi, thì em nghĩ rằng là một là cái người này mình không phải cái tuổi để mà đi yêu một người mà tự dưng gọi là cái trò chơi nữa. Bây giờ đến với cái người này là mình phải xác định là người ta là chồng mình thì mình mới đầu tư thời gian, còn không thì thôi. Chứ còn thực ra em cũng đoán là anh này rất là nhiều cái đối tượng, đó là chuyện bình thường, đúng ạ. Nếu mà có điều kiện tốt thì chắc chắn là sẽ có nhiều người yêu thì là bình thường. Với em thì em không có cái gì mà em ấy cả, mà sau này khi là yêu nhau rồi thì bắt đầu mới phát hiện ra là anh này có mấy người yêu liền. Đó, thì là cái vấn đề phát hiện thế nào thì một chút nữa kể. Rồi, bây giờ anh rất quan tâm đến cái việc là bao lâu thì hai bạn mới chính thức là quen nhau? 6 tháng. Có nghĩa là kể từ 7 ngày, sau 7 ngày mà không nhắn tin nữa phải không? Vâng. Là 6 tháng sau là hai đứa quen. Tức là anh này anh quen thì anh ấy cứ suốt ngày anh ấy thả tin nhắn như thế thôi, xong lúc nào anh rảnh thì anh chơi cái kiểu này. Ví dụ như chẳng hạn như là em cứ đang ở nhà thì anh cứ nhắn tin cho em, anh hỏi là em đang ở đâu đấy, em đang ở nhà, thì em bật cho anh cái máy sấy ở nhà xem nào. Cái máy sấy ở nhà. Hoặc là ví dụ như đang nhắn tin với em thì là cứ nhắn tin là anh đang đi làm, anh thế này anh này kia các thứ, xong rồi cứ hỏi em đang ở đâu, và em đang ở nhà thì em làm cái này kia, xong đùng phát thì anh ở Hải Phòng mà đùng phát anh bấm chuông dưới cửa, anh mà anh đang ở dưới nhà này. Có những hôm em đang ở nhà với cả bạn em, thế anh ấy thì em bảo em đang ở mình, thế anh ấy bấm chuông cửa dưới, may với đứa con gái, con trai chết. Anh kiểm tra đột xuất. Anh này anh ấy rất là hiểm nhá, hay kiểm tra đột xuất. Có nghiệp vụ của cảnh sát hình sự á, hay kiểm tra đột xuất. Chiêu của ổng mà. Đấy, hay kiểm tra đột xuất. Xong là cứ bắt đầu em ở đâu thì bắt đầu là chứ. Ví dụ ở nhà thì em bật cho anh cái máy sấy, hay em cho anh xem cái này, xem cái kia. Đấy, xem là có ở nhà hay không. Nhưng mà sau, tức là 6 tháng sau tụi em chính thức quen nhau thì đến bao lâu thì em phát hiện là ảnh có những người con gái khác? Đó. 6 tháng quen nhau thì bắt đầu phát hiện là như này. Cái hôm đấy bạn của anh ấy dắt một cái người bạn ở Hải Phòng lên, thì cái cô là con gái, thì cô ấy tự dưng cô bảo với anh là anh đã nhìn ở trên Facebook em nhảy cang làm sai chưa? Thì mặc dù em không hề biết Facebook của anh này, anh không nói gì Facebook. Thế là em thực ra để mà nói là em phụ nữ mà giác quan thứ 6 ngay. Thế em bảo là ô tại sao không cho mình biết Facebook? Nhưng mà em thế là lúc đấy cô ấy, lúc ấy cô ấy ăn mực, thế cô bảo là chị dắt em đi vệ sinh với. Thế là lúc là em dắt cô đi vệ sinh nhá, nhìn mặt anh này lấm lét, không hiểu là sẽ hỏi cái chuyện gì ấy. Thế xong em thì em cũng không hỏi chuyện gì cả, nhìn mặt tự dưng lúc đấy là tự dưng là mất tự nhiên rồi, đổi sắc mặt lên. Đúng rồi, kiểu gì nghĩ em là chắc là sẽ hỏi là Facebook là gì vào điều tra đây. Nhưng em không hề hỏi gì cả. Thế em hỏi là anh có Facebook mà tại sao không cho em biết? Thế là anh bảo chứ thì người yêu cũ của anh ngày trước ấy thì là anh cũng không tức là anh không muốn cho em biết này. Thực ra giờ cũng không có cái gì nhưng anh không muốn cho em biết. Thế bảo chứ anh sợ em hỏi người ta là Facebook của anh là cái gì các thứ đó kia, em không hề hỏi. Nhưng mà em tìm quá trời, em tìm mấy ngày mới ra Facebook của anh này. Rồi. Thế ra Facebook thấy ra Facebook là như này, tức là ngày xưa anh ở một mình thì ở nhà anh ấy có một cái bức tranh ông thần tài thêu tay. Thế thì em mới tìm Facebook của anh này, em tìm ra rồi, nhưng em tìm tất cả danh sách bạn bè, với em tìm hết ảnh, nó không có một ai nghi ngờ cả. Nhưng em tìm hết cái danh sách các cô gái, em vào xem Facebook thì có một cô, thì cô ấy lại có là ghi là tác phẩm đầu tay, thì lại là cái ông thần tài mà theo ấy, đúng nhà anh này, đúng. Thế thì em ấy tìm ra là nhà cô ở chỗ này, cô này cô bán cái này cái kia, là em tìm ra hết, xong cô còn có mụn ruồi ở đây. Em tìm hết nhá, thì em không hề nói. Và ngày xưa là anh này anh ấy có một cái xe đạp điện bò điên, thì là ở cái xe đạp điện bò điên ấy thì nó lại có một cái con rùa, chìa khóa con rùa. Thế em nhìn một phát em nghi ngờ, mà chứ tại sao mà đàn ông mà lại có cái chìa khóa con rùa này, em suy luận. Thế là em theo dõi, em ngầm theo dõi cái Facebook cô đấy. 2 hôm trước em vừa xuống Hải Phòng chơi xong, thì 2 hôm sau em thấy cô đăng lên Facebook là cô ấy đi cái xe đạp điện đấy. Thế là chụp cái ảnh cái xe đạp điện ấy cũng có cái chìa khóa con rùa đấy. Thì mà thôi chết rồi, ông này là bắt cá, ông này vẫn còn quan hệ với cái cô bé đấy. Thế xong em bắt đầu em xuống đấy, em bắt đầu chơi chiêu, tức là em mới xuống đấy một cái là em bắt đầu em chụp ảnh tất cả cái góc nhà của anh này, toàn là lao giường ngủ này, lao là bể cá này, lao là salon. Đó, em chụp ảnh xong hôm ấy anh này say rượu. Thế là em em say rượu xong rồi em mới chụp, em bắt phải chụp với em, tức là coi như là kiểu như là đấy là một cái chuyện vô tình nhưng nó là một cái gọi là không thể lỡ được. Bắt đầu đăng lên Facebook luôn, thế là mặt biến sắc luôn. Anh chưa muốn công khai, mấy cả người yêu anh vừa bỏ thì tự dưng đăng này nó không hay. Thế em bảo là thế em là cái gì của anh, nếu mà anh còn tình cảm với người ta anh đừng đến với em nữa, còn em yêu em mà muốn công khai. Thế là em bắt phải đăng lên, xong bắt đầu là thế là người yêu mới lồng lên, rồi cái cô đấy mới lồng lên nhá, cô đấy mới lồng lên. Xong bắt đầu là tức là hôm ấy, tức là trước khi đấy thì em cũng gọi điện cho anh này rồi, em bảo là tức là em gọi là em biết rằng là người yêu anh nhà ở đâu, rồi cô ấy bán cái gì, nhà ngõ bao nhiêu, cô ấy biết hết rồi, bên này đúng rồi, số điện thoại bao nhiêu luôn, em biết luôn. Thế là anh đánh sợ quá, em mất, anh phải lựa chọn giữa em và cô gái đó. Còn nếu như anh cảm thấy anh mà có tình cảm với cô gái đấy thì không, đừng tiến đến với em. Còn em hôm cái cô đó cô đến có làm gì em? Không, cô không làm cái gì cả. Nhưng mà anh này anh vẫn qua lại với cả. Thôi giờ chuyển là qua bên đây. Thời điểm đó em giải quyết làm sao? Em lý do gì mà em lại chọn cô này bỏ cô kia? Thì nó cũng lý do thì thứ nhất là cuộc sống của em sống một mình. Nghĩa là bố em thì mất từ hồi em vào lớp 9. Mà em thì cũng ốm, ba bị bệnh nhưng mà bạn bị liệt nửa người. Thế là em sống mình với em. Còn chị gái em thì lấy chồng như Hà Nội. Thế là mình sống cuộc sống là phải tự lo mọi thứ. Thế còn tất cả những cái vấn đề mà mình yêu ấy thì nó một cái gì đấy như em vừa nói với chị ấy, là một niềm vui cho mình. Sau khi những cái công việc mà hàng ngày nó mệt mỏi thì đấy cũng niềm vui cho mình. Thế mình cảm thấy nó cuộc sống nó happy. Thì cái bạn gái cũ ấy thì bạn cứ còn trẻ, bạn ấy kém em cũng rất nhiều tuổi. Nhưng mà cuối cùng là em là tại sao em lại chọn đấy? Tại dạ vâng, tại vì cái câu chuyện thì bạn ấy còn trẻ, thế là về cái suy nghĩ của bạn ấy nó chưa được sự chính chắn. Nhưng mà bạn Hằng này thì bạn ấy hơn bạn này về cái sự chính chắn trong suy nghĩ, nên là bạn cũng rất là đảm đang, lâu lướng mọi thứ, đội chọn một cái rất là ok. Thì em nghĩ là nếu như mà em chọn một người này là mà lấy làm vợ thì em nghĩ là cuộc sống của em nó sẽ thay đổi. Nhưng mà em giải quyết cô kia nó có dễ dàng không? Dễ. Thì thực ra thì đối với cô kia thì cô ấy khó thôi, chứ còn tại vì cô ấy rất là yêu em. Rồi bao lâu thì em cưới Hằng? Sau cái đó thì hai đứa bao lâu thì làm đám cưới? Sau khi giải quyết xong tầm khoảng độ 3 tháng sau, em chữa 3 tháng. Sau 3 tháng sau nữa thì là quen nhau thì là 6 tháng là chính thức quen nhau. Bắt đầu yêu nhau tầm 3 tháng thì em chữa 3 tháng hả? Thì có bầu thì anh này anh không chịu cưới. Thì vì lúc đấy thì làm ăn khó khăn đấy. Tự dưng lúc đấy thì nói chung là rất là khó khăn. Là bên Khoa khó khăn hay là em? Em thì không có cái gì cả, anh này thì lại khó khăn. Nói chung là hai đứa đến với nhau thì nó không có một cái gì cả. Tức là trước đấy thì anh này thì có nhà, có xe, có công việc. Nhưng mà khi mà bắt đầu gọi là yêu nhau thì bắt đầu anh ấy không có cái gì cả. Bắt đầu là lấy nhau là hết, không còn một cái gì cả. Lúc đó là em cũng chưa kinh doanh luôn? Em có kinh doanh nhưng mà cái công việc của em nó, tức là khi mà em bầu thì cái công việc của em nó không cái công việc hiện tại á, em chưa kinh doanh cái mỹ phẩm mà cái chưa công việc hiện tại là chưa. Tức là em ngày trước em chuyên về làm về spa với thẩm mỹ viện, với chuyên về tắm trắng. Thì cái đấy thì khi em có bầu thì em không làm được cái việc đấy, em lại càng khó khăn nữa đó. Thì là anh này thì anh ấy cũng không muốn cưới, thì anh bảo với em là bao giờ có tiền thì cưới em thể đó. Thế nên là em thì em không đồng ý. Em bảo với anh là bây giờ bố mẹ em sinh em ra nuôi em bao nhiêu năm, mấy chục năm, bây giờ anh muốn cưới em thì anh phải bảo người lớn nhà anh mang trầu cau đến hỏi em đàng hoàng. Kể cả là không đám cưới rình rang cũng được, nhưng mà cũng phải là có trầu cau đến hỏi bố mẹ em. Đó, có người lớn đến hỏi bố mẹ em thì anh kể tiếp đi. Thì như câu chuyện em nói thì bố em mất rồi, thế là đến hỏi cưới bạn này thì phải nhờ bảo chú em. Chú em với cả chị gái. Thì nói chung là sau đó thì hai đứa là vẫn đám cưới, có một cái đám cưới rất là ok đúng không? Có đám cưới. Nay là bao nhiêu năm rồi? Nay là 15 rồi ạ. 10 năm. Lúc đó bé trong bụng là bé trai bé gái? Bé trai. Bé trai. Rồi giờ em mấy đứa rồi? Em ba. Ba đứa. Chúc mừng nghe. Ba đứa mà phọt đẹp thế. Trời ơi, ba đứa rồi. Trai gái đủ cả hả? Dạ, hai bạn cuối cùng là sinh đôi. Trời ơi, vậy hả? Là một đứa nữ, một đứa trai, một đứa gái hả? Đâu hai bạn nữ là sau và bạn nam ở đầu tiên. Đứa trai lớn còn là hai sinh là hai đứa nữ. Trời ơi, thôi vậy là ngon lành quá rồi. Nhưng mà là các bạn cái lần sau á là đẻ cặp song sinh á thì có khó khăn gì không em? Hay có câu chuyện gì về cái việc gọi là sinh hai bạn ấy không? Cái câu chuyện thì nó cực kỳ dài, nhưng mà em chỉ chia sẻ ngắn gọn thôi. Em chỉ chia sẻ một chút này. Thực ra hai cái bạn đấy thì khi mà em chửi em vất vả lắm. Em chửi em thì em xin phép em kể cái sau khi mà lấy nhau đã, xong sẽ hai bạn đấy. Khi mà hai vợ chồng lấy nhau thì rất là khó khăn. Cái cuộc sống tức là nó khó khăn vô cùng luôn. Anh này làm cái gì thì cũng là bị lừa. Xong rồi làm cái gì, một là bị lừa, hai nữa là người ta không trả tiền. Có nghĩa là không có một cái việc gì nó như tức là vợ chồng ấy. Tức là vợ chồng em, có nghĩa là những cái thời điểm đấy nói thì bảo cái thời này cách đây 10 năm mà gọi là trong nhà có khi còn chẳng có một cái đồng nào luôn chị ạ. Tiền thì nhà thì đi thuê. Và đợt đấy khi mà em đang bầu thằng đầu tiên ấy, cái bạn đầu tiên ấy, thì không có một cái gì luôn. Có nghĩa là vợ chồng em mức độ mà ăn cái cơm trắng rang nhiều quá ấy. Mà em ngán quá mà em lấy 2.000 ở trên ban thần tài ấy, đi mua dưa để rang ăn cho nó đỡ ngán. Tức là cái thời gian đấy em rất là nhớ, tức là khó khăn vô cùng. Thì em kiểu như không muốn cho mẹ em biết ấy, thì chỉ gọi điện về quê là mẹ ơi, ở đây bây giờ toàn là gạo với cả toàn là rau của Trung Quốc, cứ nói thế để cho bố mẹ đỡ phải lo lắng. Thế thì mẹ lại gửi rau với gửi gạo với gửi ngan ra, thì lại ăn được một tuần. Tức là cái cuộc sống lúc đấy rất là khó khăn ấy. Hai vợ chồng rất khó khăn nhưng không bao giờ cãi nhau. Và lúc đấy có duy nhất một cái xe đạp điện mà em nhớ là em chửa to như thế này thì chồng em thì cái yên nó bé như này thì chồng kiểu như không ngồi được ấy. Bụng nó to quá thì là em phải ngồi ở cái đầu của cái yên. Nó ngồi nó rất là khổ. Nhưng mà mình vẫn muốn là buổi chiều mình tới lúc ấy cái công việc em nó không có, nó đang rất khó khăn. Mình chở vợ mình buổi chiều là mới bắt đầu đi sạc điện rồi mà đi dạo. Nhưng mà thực ra là để coi là kể sơ qua cái thời kỳ khó khăn như vậy để thấy là bây giờ tụi em đã vượt qua cái thời điểm đó một cách quá là ngoạn mục, đúng không? Bây giờ thì là hai anh chị là mình nhìn vậy là mình thấy là bây giờ đang rất là đúng rồi, giàu có phủ phê rồi, đúng không? Trời ơi. Thành ra mới kết luận lại á, là anh chị chọn nhau như vậy là quá đúng rồi. Trong ba người phụ nữ mà em bắt cá đó thì em chọn đúng con cá mà cá vàng á, đúng không? Đó, để rồi bây giờ hai đứa hạnh phúc như thế này mười mấy năm rồi, đúng không? Hai bạn lấy nhau mười mấy năm, 10 năm, một thập kỷ đó, nếp tẻ đủ cả đó. Thì đầu tiên là phải chúc hai người, gọi là chúc mừng hai người đã, đúng không? Chúc mừng đã, nhưng mà rồi chúc mừng xong rồi thì vẫn phải hỏi là khi mà lấy nhau á thì bắt đầu lúc cái thời điểm đó có lòi ra tật xấu gì không? Lúc đó bắt đầu mới là khi mà về ở chung nhà với nhau đó, có tất cả là lòi ra hết. Và những cái tật xấu đó tới bây giờ nó thực ra nó không phải là tật xấu đâu, mà là có những cái mà quái thai quái thú của đối phương mà mình không biết cái lúc mình đang yêu á. Đó thì khi mà về với nhau như vậy á thì là những cái cá tính bắt đầu bộc lộ ra như vậy thì mình vượt qua cái điều đó như thế nào? Ví dụ như là bạn vợ có cái gì mà em bị bất ngờ á, có nghĩa là lúc mà khi yêu á là không có, nhưng lúc về mới thấy. Ví dụ như là nhõng nhẽo quá thể này, hay là có một cái gì đó nó em làm em bị bất ngờ á. Những cái vì mình chưa hài lòng và bất ngờ về những cái tính đó. Thì thực ra vợ em lúc mà quen em thì em thấy rất là hoàn hảo. Cái gì? Nhưng mà về làm vợ. Vâng rồi. Và khi về làm vợ thì mình thấy sau một thời gian khi đẻ con thì bạn ấy tập trung vào cái công việc kinh doanh, thì vợ em là livestream bán hàng mà. Nên là bạn ấy có cái việc nhà thì bạn ấy nó không được đảm bảo chu toàn lắm. Cái việc đấy thì cũng có giúp việc rồi, bây giờ hiện tại có việc. Hai là cái tật xấu thì là cái tật xấu nó cũng kỳ lạ. Em chưa yêu ai mà có cái tật xấu đấy à? Đâu, tật xấu gì? Nghĩa là lúc nào cũng phải sờ người em, tay nó kiểu như là nó phải lúc nào thích phải sờ bụng. Ngủ lúc nào phải đặt tay bụng đấy. Không chịu được. Có dễ thương mà. Có nghĩa là cứ gặp là đặt tay lên bụng. Để tay sờ. Sao em không để lên má hay để lên vai mà để tay lên bụng? Không, đấy là cái thói quen. Nói là chồng ơi chồng tốt bụng hả? Đấy là thói quen của em. Thói quen từ bé. Thế nên là bây giờ lấy chồng thì cũng thôi, nhưng mà đó là thói quen. Đâu cái đó dễ thương mà. Nhưng mà có hay la con không? Có hay mắng con không? Có. Đó. Đây có bạn ấy cũng Nhiều khi cũng áp lực công việc thì bạn cũng hay la mắng con, nhưng mà thực chất thì em sống để em biết là bạn ấy cũng rất là yêu thương con. Rồi có ghiền shopping không? Đó. Có ghiền shopping không? Ôi rồi nghiện nặng luôn ạ. Đấy, nghiện nặng con nghiện đúng không? Em thì có khoảng độ 1 tủ này thôi, nhưng mà bạn phải 4 tủ. Đấy, tôi nhìn là tôi cũng hình dung ra rồi, chú không khai tôi cũng đoán ra rồi. Có nguyên cái tầng luôn. Nguyên một cái tầng là chứa quần áo của bạn. Quần áo là có đóng hẳn những cái ngăn tủ để trang sức, rồi đồng hồ, kính mắt, rồi giày dép. Có những cái bộ nào mà mua mà chưa mặc luôn không? Có ạ. Có nhiều với còn mang. Con nghiện shopping là ai cũng bị cái tật đó, có như mình mua nhiều quá mình không nhớ là mình mua cái gì rồi. Tôi là cái như là mặc không kịp luôn đó. Và em thì rất là thích khi mà gặp cái việc gì mà nó buồn ấy, chỉ là đi shopping cái là giải sầu ngay. Rồi bây giờ Khoa có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em thì thực ra thì em xác định là mình là một người đàn ông trong gia đình, thì mình là phải người gánh vác, nên là em thấy thì là vợ em có những cái thói quen, tuy nhưng mà mình cảm thấy cái thói quen đấy nó không, nó cái gì là nó gọi là vậy là quá thì mình phải thay đổi. Thế là em nghĩ là chắc là em cũng không cần vợ em cứ thay đổi được, cứ như thế là, cứ như thế và thay đổi cái là mình lên nhẹ nhàng nền lãi với các con, thế là được. Nhẹ nhàng với các con chứ với bớt shopping lại em ơi. Chị nói thiệt với em á, gặp chị mà là em á là chị mong muốn thay đổi ngay cái việc đó. Uổng tiền lắm thì có nhiều khi mình mua những cái đồ mình không xài tới, phí lắm, thực sự rất là phí luôn. Nhà chị bị nên chị giờ gặp ai chị cũng khuyên hết á. Chị bị. Nhưng mà nhiều khi đó là cái thú vui của người ta. Đúng rồi. Cái sở thích của người ta, không mua là xỉu đó, đúng không? Thôi chuyện sở thích khác đỡ tốn hao hơn đi em ơi. Rồi bây giờ tới em nè. Đó, bạn ấy có những tật xấu gì? Anh này thì nói chung là cái tật xấu ấy là chưa tìm cái đồ gì đã gào lên rồi. Chưa tìm cái đấy đã gào lên rồi, tại vì là anh ấy là một cái người mà kỹ tính, sạch sẽ, kỹ tính và cầu toàn ấy, cái gì cũng phải hoàn hảo. Tức là có một cái tính là nếu như mà cái gì không đúng ý của mình ấy, tức là mỗi một người sinh ra thì không thể ai người ta cũng như ý của mình được. Có thể là mình mà mình có thể làm được nhưng người khác không làm được, nhưng mà anh ấy hay kỳ vọng quá cao, xong mà hay kiểu bực mình ấy, cáu đấy, bực mình cáu lên, xong bắt đầu là tìm cái gì mà đồ gì mà chưa tìm thấy là bắt đầu đâu có anh ấy, đâu có cái thứ kia, nhưng chỉ lanh quanh ở đấy thôi. Đấy rồi, cứ bắt đầu mỗi dần gào lên một phát là cả nhà, cả bố, cả mẹ, cả các con, cả ấy là rúm hết cả người mà rồi. Không hiểu bố lại để một tần số đầu tiên là hay gào rồi đó. Nhưng mà nè, có hay ăn cái trưng diện đồ hay là mua sắm giống như em không? Ui giời, anh có trưng diện nha, anh này nhìn điêu là chị thấy trưng diện nha, điêu lắm luôn hả? Đây là đó, em nhìn cái áo với lại cái đôi giày đi đó, là em thấy đó một logo đó. Em đó trưng diện sao? Anh này thì anh ấy điệu lắm, anh ấy sạch sẽ, tức là cái đồ của anh cái gì nó phải vào cái đấy, và quần áo là phải giặt bằng tay, là cái gì nó cũng phải sạch như ly như lau ấy, tức là anh ấy là một cái người như thế. Nhưng mà không, cái đó là tật tốt rồi, chị đang hỏi em tật xấu thôi. Giờ có trưng diện nè, có xài, em là ghiền mua sắm nè, cũng tốn tiền nha, còn ảnh có tốn tiền với quần áo, với đồ hiệu đồ hiếc hay không? Cũng có tốn nhưng mà cũng bao biện nè. Bây giờ có nè, chắc chắn mấy cái đồ luôn. Mấy cái đồ hiệu thì có giặt chung với mấy cái đồ không ạ? Giặt riêng anh. Em có mua một cái tủ lạnh này chỉ chuyên giặt quần áo của em thôi. Quần áo em quần áo của em thì lúc nào hơi bẩn thì em mang ra tiệm giặt, còn không em giặt bằng có cái máy giặt nó cao này, mua 80 triệu là máy giặt hiệu luôn, đúng không? Giặt hấp, coi như là máy giặt hiệu để giặt quần áo hiệu, đúng không? Tức là em thích xài đồ hiệu đúng không? Còn vợ em thì ghiền shopping đúng không? Đó, chắc hai chồng cũng đồng lòng đồng thủ để mà tiêu tiền quá đi. Dạ vâng, nhưng mà mình đồng lòng đồng thủ thì mình lại phải đồng sức để mình kiếm tiền đấy, để mình phục vụ cho những cái sở thích của mình. Đúng vậy đó. Bây giờ là mong muốn chồng thay đổi gì? Em thì nói chung là mong muốn chồng thay đổi thì là cũng chả mong muốn thay đổi gì cả. Bớt cáu không? Mong bớt cáu lại. Tại vì là em cũng hiểu tại vì sao cáu mà, tại vì là áp lực công việc. Nhà em là cứ chồng em là cứ 6 giờ sáng dậy, xong bắt đầu là đi làm đến 1 giờ trưa mới về ăn cơm. Ăn cơm xong thì hôm nào cứ vợ rủ ngủ trưa thì ngủ một tí, không thì lại đến 6-7 giờ tối về tập thể dục một tí xong rồi lại. Tức là cái áp lực công việc của anh ấy rất là nhiều. Em á cứ vừa đấm vừa xoa. Cái chương trình này nó bị lạc đề. Ví dụ có cái gì là tranh thủ, mình phải tranh thủ cơ hội để mà mình nói đó, anh ơi thế này nọ. Em nãy nghe nói là chồng cáu lên cái là gia đình ai nấy rúm gió lại hết đúng không? Thì thực ra áp lực ai mà không có áp lực em. Cái thời đại này ở xã hội ai cũng có áp lực hết, chứ không chỉ riêng ai. Mà người ta hơn thua nhau ở cái điều là mình kềm hãm được cái cảm xúc của mình, mình kềm hãm được cái áp lực đó để mình không xả cho vợ con mình. Đó là cái điều mà mình hơn người khác. Thực sự là như vậy mà, trời ơi, chị áp lực lắm chứ bộ, nhưng mà không bao giờ chị về mà chị cáu chồng hay là cáu con, không có luôn. thiệt mình tìm cái cách xả cách khác, chứ mình không có xả lên vợ lên con mình. Đúng cái rồi. Đó mới là cái hay. Ngược lại mình cũng vậy. Vậy thì em mong muốn luôn đi. Đó là mong muốn. Nói chung là mong muốn là chồng gọi là tạo áp lực cho người khác vừa vừa thôi. Đấy, nhất cái thứ hai nữa là tìm cái đồ gì phải tìm kỹ, xong bắt đầu mới tìm đi rồi hãy cấu, đúng không? Tìm ra chưa tìm đã cấu. Không, mình cũng bị cái tính đó nè. Mình cũng bị cái tính đó. Thôi, thực ra là bây giờ tụi em đã sống với nhau một thập kỷ rồi, cũng hiểu hết đường tơ kẽ tóc của nhau hết rồi. Vấn đề là bây giờ ai cũng giỏi hết, chồng giỏi, vợ giỏi. Tụi em càng giỏi thì tụi em sẽ càng nhiều áp lực. Bây giờ vấn đề tụi em phải vượt lên chính mình bằng cách là giỏi hơn nữa, bằng cách là mình đừng tạo áp lực cho con cái mình, cho gia đình mình, cho vợ chồng mình, tức là vợ mình hoặc chồng mình. Cái đó là mới bền được, cái đó mới bền được đó em. Chứ không là mệt mỏi lắm. Đến một lúc nào đó tụi em tiền kiếm gấp đôi, gấp ba, gấp bốn, gấp năm lần như vậy nữa là áp lực nó còn kinh hoàng hơn nữa. Đúng không? Thành ra là chị nghĩ là bắt đầu đè nén cảm xúc từ bây giờ sau đây. Cũng rất là cảm ơn hai em đã đến đây chia sẻ câu chuyện hạnh phúc của hai vợ chồng. Thật sự mà nói là nhìn thấy hai bạn rất là đẹp đôi, ganh tị dễ sợ và phải nói là đang tận hưởng cái niềm hạnh phúc và thành công trong công việc. Và rõ ràng rằng là trời sinh ra hai bạn là một cặp, và để có được hạnh phúc này đó là sự lựa chọn của cả hai. Hạnh phúc là lựa chọn. Xin cảm ơn.